Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 7, trình bày và in trang tính. Đầu tiên em hãy quan sát hai hình này. Đây là danh sách của lớp 79 được in ra. Em có thể thấy một cột trong danh sách này đã bị nhảy sang trang thứ 2, trong khi trang 1 vẫn còn đủ chỗ. Còn đây là danh sách của lớp 79 được in với đầy đủ các cột trong một trang. Đây là hai tình huống em thường hay gặp nếu em in một trang Excel. Do Excel không chia trang cho ta nhìn thấy nhiều quá, nên để tránh gặp phải trường hợp như hai hình đầu tiên, trước khi em in một trang Excel, em cần phải xem trước khi in. Ta vào phần 1 của bài học, xem trước khi in. Xem trước khi in tức là xem trang đó được chia như thế nào khi được in ra. Để xem trước khi in, ta vào giả lệnh View và chọn một trong các chế độ sau đây. Chế độ ngắt trang, chế độ hiển thị trình bày trang in và chế độ bình thường. Chế độ bình thường là khi em đang ở một trong hai chế độ kia, muốn quay trở về bình thường thì em sẽ bấm vào Normal để về chế độ bình thường. Sau đây là hình của giả lệnh View. Trong quá trình xem trước khi in, nếu em nhìn thấy cách chia trang tự động của Excel không hợp lý, em sẽ thực hiện điều chỉnh ngắt trang. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 nhỏ điều chỉnh ngắt trang. Thao tác điều chỉnh ngắt trang thực hiện như sau. Bước 1. Hiển thị trang tính ở chế độ ngắt trang. Bước 2. Kéo thả đường biên xanh đến vị trí thích hợp. Sau đây là video minh họa thao tác điều chỉnh ngắt trang. Giống như Word, Excel cũng có lề và chúng ta cần phải đặt lề cho các trang đó. Ta vào phần 3 nhỏ, đặt lề và hướng giấy in. Đầu tiên, đặt lề trang in. Để đặt lề trang in, ta thực hiện các bước sau. Bước 1, mở hộp thoại Page Setup. Để mở hộp thoại Page Setup, em vào giả lệnh Page Layout. Sau đó, nháy vào nút mũi tên phía bên dưới như hình minh họa. Bước 2, chọn thẻ Margin. Bước 3, em thay đổi kích thước lề trên dưới trái phải tại các ô top button left right như hình minh họa. Tiếp theo, đặt hướng giấy in. Tức là mình sẽ chọn trang đứng hoặc trang nằm ngang cho giấy in của mình. Bước 1, ta cũng mở hộp thoại Page Setup. Bước 2, ta chọn thẻ Pay. Bước 3, chọn hướng giấy đứng hoặc hướng giấy nằm ngang. Tùy theo dữ liệu mà em trình bày, em có thể chọn in trang đứng hoặc trang nằm ngang để phù hợp với dữ liệu mà em có. Em sẽ thấy đặt lề và hướng giấy in nằm ở hai thẻ khác nhau. Đây khi thực hành, em có thể chọn đặt hướng giấy in trước, sau đó đặt lề. Đến đây ta cũng đã chỉnh sửa tương đối hoàn chỉnh bài của mình rồi. Lúc này ta có thể tiến hành in trang tính. Phần 4. In trang tính. Để in trang tính, ta vào File, chọn Print và nhấn Print để in như hình minh họa. Bài học đến đây là kết thúc. Em nhớ ghi bài, học bài và đọc trước bài 8.